Quay rồi. Wow. Đi chuồng đó. Mẹ mông to nổi phèo hết cả lên. Ôi, đã thế, bơi sâu sâu vào. Phê. Đợi vào đây có thủy quái nên tách ra được. Vâng, không dám vào. Cái chuồng đó. Thầy, mẹ đéo dám cửa chuồng à? Sợ lộ hàng. Quay lên điện thoại nó nước thế. Sông nhỉ? Về thế. Quá đã. Màu nước lên điện thoại màu xanh nát này. Đẹp cơ của anh nào đó tự nhiên lại bị sáng hết cả khuôn mặt. Khó. Cái điện thoại này thì lên nước xanh nát. Xanh quay nó vẫn chuẩn. Rửa nhá. Thay cái quần đấy màu xanh. Không ai buồn quay thì đỡ xanh hơn. Nó đỡ nước lên màu hơn. Quay 1 phút rồi được cái gì? Để. Tắt lại, quay lại. Ok, quá đẹp. Phiêu.